Rồi câu hỏi của bác Nam Nguyễn là hỏi là cái túi nhún bơm phải đẩy 3 nấc chứ 2 nấc là không có tác dụng. Vậy bơm 3 nấc sẽ dư khí và nứt vỏ. Sao thì họ bảo túi đó không đẩy nên không sao. Thế thì bây giờ em là trả lời cái câu hỏi này cho cái bác Nam Nguyễn này. Như cái túi nhún này này, như cái túi nhún này là mình bơm vào nửa bịch như thế này này, rút ra thế này nó vẫn ở im cái hiện trạng như này, cái tác dụng nó vẫn có vô tư. Nếu mà nửa cái túi như này ấy, là 45 ml khí ở đây. Đối với những cây tơ ấy, cây bé, cây dưới 10 năm ấy, là mình sử dụng cái liều khí như này này, là trong tháng thứ hai thứ ba ấy là phải đều đều được cái lượng khí y như này thì nó mới giữ được cái sản lượng với lại độ. Mà khi mà mình bơm ấy, bơm nửa bịch như này là mình không khoan được 5 mũi đâu, mình khoan được tầm cỡ 4 mũi thôi. 4 mũi là bắt đầu thấy sản lượng nó giảm bằng với cái mức mình cạo truyền thống rồi. Đấy. Thì cho nên là mình không nên bơm hơn. Những cây non ấy là cái tỷ lệ khí ấy là nó chỉ có tiếp nhận là khoảng cỡ 40 đến 50 ml khí đổ lại ấy, đối với cái túi này nhá, cái túi nhún này đấy, cái túi không đẩy này đấy là nó phù hợp nhất. Còn quá đi ấy là cái tỷ lệ nó hút khí vào cây nó mạnh quá, cây tơ là nó hút khí mạnh ghê gớm lắm. Đấy, nó trao đổi khí nó khủng khiếp lắm. Cho nên là nó rút vào mạnh quá cho nên là cái lượng khí là nằm trong cây này cái lượng tạp chất của khí ấy, cái tạp chất nó có 0,05% đấy. Khí đâu có phải tinh khiết được 100% đâu, khí này là nó 99,5% mà nó còn cái tạp chất ấy nó nằm ở trong cái thân này này, thân cây này nó sẽ làm rộp ra ở cái vùng này. Đấy. Thế cho nên là cái liều khí của những cây tơ ấy là mình phải đi một cái liều khí dưới 50 ml, đừng có đi quá. Đi quá nó rộp cây do đấy mà mình bơm khí ấy, là nửa bịch này vẫn có tác dụng, cứ yên chí đi. Tóm lại thì cái cây tơ ấy thì mình sử dụng cái liều khí phun đầy cái bịch này ấy, thì cái lượng tạp chất nó nằm ở trong cái cây này ấy, thì quá cao đi, là cái tỷ lệ rộp ra cây này là cực kỳ cao. Thì cho nên ấy, như em đã làm kinh nghiệm nhiều năm rồi thì là cứ như cái cây tơ ấy thì mình hạn chế được cái lượng khí vào cây ấy, lượng tạp chất là mình bơm nửa bịch này. Đấy, đấy cái túi nhún này ấy, thì mình bơm này này, bơm nửa bịch thì nó vẫn ở nguyên hiện trạng như này, nó có bung ra đâu. Để im này, nó cứ im này này có bung ra đâu. Thì là các bác cứ cố gắng là bơm làm sao được căn để đồng hồ định lượng làm sao là nó được nửa cái bịch này thôi. Đừng có quá, quá là rộp ra. Rộp ra là do cái tạp chất của khí ấy, nó còn nằm lại đọng lại ở trong cái thân cây này quá nhiều đi. Đấy, nó không 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 phân giải được đi là nó bị bắt đầu nó phá ra thôi, nó rộp ra thôi, có cái gì đâu. Cho nên vẫn tác dụng bình thường. Nhưng cứ bơm nửa bịch này tác dụng cứ bình thường. Câu hỏi của bác Hùng Nguyễn là hỏi là lúc đầu sản lượng đạt gần 2 tháng, sau đó là tuột giảm, còn trong khi cạo truyền thống thì sản lượng ngày càng tăng. Câu này em xin trả lời như sau. Em đã cạo mủ được 6 năm cạo truyền thống ấy, rồi còn sang bước sang làm khí này là bắt đầu vào năm thứ tư, cho nên lại sản lượng mủ và độ ấy, nó tăng giảm theo thời gian là em đều nắm rõ được hết. Cho nên là em phân tích bây giờ là cái về vấn đề cạo truyền thống trước cái đã. Đấy, cạo truyền thống thì tháng đầu tiên ấy, mủ ấy, rất ít, sang tháng thứ hai mủ mới bắt đầu tăng từ từ đến tháng thứ ba. Sang tháng thứ tư ấy, sản lượng mủ ấy cũng bắt đầu giảm và duy trì đến tháng thứ sáu. Bắt đầu sang tháng thứ bảy ấy, sản lượng mủ và độ lại tăng thêm một ít. Đến tháng thứ 9 là giảm mạnh cho đến khi là mình nghỉ cạo. Đấy là cái cạo truyền thống. Còn cái khoan khí như thế này này, nếu mà làm đúng ấy, kỹ thuật đấy thì nó không có bị cái hiện tượng là nó giảm mủ. Đấy, giảm mủ và giảm độ. Còn làm sai kỹ thuật ấy, làm chưa nắm rõ kỹ thuật ấy, thì nó mới bị giảm thôi. Do các bác đưa ra cái sản lượng trung bình ấy, của năm cạo truyền thống ấy chưa chính xác,
Đấy, mới dẫn đến cái tình trạng là sản lượng mủ và độ đều tụt từ tháng thứ hai trở đi. Ví dụ như là một lô ấy, một lô cạo truyền thống ấy, của các bác lần cạo nhiều nhất là được một tạ, thì các bác lấy sản lượng đó làm sản lượng trung bình ấy thì toàn tập rồi. Đấy. Vậy các bác muốn tính được cái sản lượng trung bình của vườn mình thì các bác cộng tổng cái số sản lượng của năm cạo chia cho số lần cạo là ra cái sản lượng trung bình. Đó. Khi đã có một cái sản lượng trung bình của năm cạo rồi, đấy, mới điều chỉnh cái lượng khí ấy, sao cho nó phù hợp với cái bảng kỹ thuật của công ty đưa ra. Ở trong bảng kỹ thuật ấy, có ghi rõ là ấy, tháng thứ nhất lấy mủ dưới 10% so với cạo truyền thống, tháng thứ hai lấy mủ hơn 10% so với cạo truyền thống, còn sang tháng thứ ba ấy, lấy mủ là hơn 20% so với cạo truyền thống, tháng thứ tư ấy, đến cái tháng thứ chín là duy trì sản lượng từ 30-60% so với cạo truyền thống. Vậy các bác đã làm đúng theo cái bảng kỹ thuật chưa? Theo em thấy hầu hết các bác nhắn tin cái sổ ghi chép mủ gửi cho em toàn là lấy mủ tháng đầu tiên ấy, sản lượng đều cao từ 30-100% so với mình cạo truyền thống. Đấy. Vậy sang tháng thứ hai trở đi sản lượng và độ chắc chắn là sẽ giảm rồi, không có thể nào mà tăng lên được. Đấy, khi sản lượng và độ ấy đã bị giảm rồi ấy, thì vấn đề là kéo độ lên ấy, rất khó khăn. Không phải là cái chuyện năm bữa nửa tháng là được đâu. Đấy, cho nên các bác ấy, cố gắng làm thế nào ấy, thì làm thì phải làm theo đúng theo cái bảng kỹ thuật đấy. Nếu làm lệch đi là bị giảm mủ, giảm độ ngay. Cái tiếp theo ấy là làm giảm sản lượng và độ ấy là do mình lấy mủ tập trung ở một vùng da quá lâu dẫn đến suy tuyến mủ này. Sau này khoan lại ở cái vùng da đó ấy, cái lượng mủ bị giảm 70% ấy so với những cái vùng da mới đấy nha. Đấy, cái tiếp theo nữa là lấy mủ ở những cái vùng da tái sinh này, đấy, hoặc những cái vùng da dưới gốc cây này, sản lượng ấy giảm độ tụt từ 2-4 độ so với những cái vùng da trên miệng cạo nhá. Và còn thêm một cái nữa này là do các bác cái bơm khí quá nhiều đi, chẳng hạn như cái túi này ấy thì không nói gì, còn những cái loại túi BBC ấy là các bác là cứ bơm là đầy bịch đi, nó quá liều đi so với quy định đi, là nó sẽ làm cho cái cây của mình ấy bắt đầu từ tháng thứ nhất ấy không sao, sang tháng thứ hai ấy là mủ bắt đầu giảm, tháng thứ ba giảm tiếp nữa, là do cái vấn đề nó cây ấy là nó hấp thụ khí ấy, mình bơm cái số lượng khí quá nhiều vào là nó bị lờn khí đi. Đấy, thế là cây ấy lúc đấy là mình dù có bơm đầy bịch chăng nữa cây nó cũng không ra mủ, nó đã lờn khí rồi thì nó chả bớt ra mủ nữa. Đấy, cái đấy ấy, là nghỉ một thời gian hoặc là mình lấy mủ ở cái vùng khác là mình bắt đầu là mình bơm khí lại. Ví dụ như là cái vùng này nó bị lờn khí rồi thì bắt đầu là mình bắt đầu chuyển sang xuống những cái vùng ở dưới như thế này này. Đấy, cách đấy khoảng cỡ 1 mét hoặc 50 phân gì đấy. Đấy, chuyển xuống cái vùng dưới như thế này là bắt đầu mình bơm khí lại nhá. Khi mà xuống cái khu vực dưới này ấy, là mình bơm khí lại, mình cứ bơm là như túi BBC ấy, là không quá 50ml trên một cái bịch đấy nha. Đấy, còn nếu bơm quá là không được đâu, nó lờn khí ạ. Lý do là nó bị cộng, như lúc nãy em nói từ đầu video đến giờ ấy, thì cộng tần đấy cái lý do lại ấy, là nó làm cái mủ của mình bị giảm độ và giảm sản lượng. Đấy, cho nên là các bác thì đấy bị ở những cái khâu nào ấy là cố gắng mà khắc phục. Còn nếu mà còn không hiểu cái chỗ nào ấy hoặc là những chỗ nào chưa thông ấy thì điện trực tiếp với em qua số điện thoại là 0368986353 để trao đổi cho nó cặn kẽ đi, thế mới được. Còn làm mà không trao đổi thì không được đâu. Bà con có thể vào group Facebook Hội Khoan Lấy Mủ Cao Su Bằng Khí Đúng Phương Pháp để hỏi đáp và trao dồi kinh nghiệm nhé.